Sau đây xin test đơn hai còi Bolix có remote không dây điều khiển. John đây, Lương Tú ở thành phố Hà Giang, đặt trên Shopee. Em xin test trước bộ loa bên phía tay trái trước, vì nó hơi to cho nên em xin chỏng xuống dưới nha. Và remote của cái loa này đây. Rồi đây cận ten này ha, đầy đủ ha. Rồi bây giờ đứng từ xa để test nha. Em xin bước ra xa để bóp. Rồi bóp nha. Rồi bóp nữa nha. Bóp nữa nha. Rồi xong một loa. Tiếp theo loa bên đây. Đây nha. Đó, cho dây âm vô. Rồi remote của nó đây nha. Mỗi loa là một remote riêng nha, không có giống nhau nha. Rồi đây ha. Xin là chổng cái loa xuống, nó to lắm. Rồi đây, cận tên đây. Đây ha. Rồi xong, đứng từ xa test nha. Rồi ok hết nha, không có bất cứ vấn đề gì. Rồi xin lấy điện ra đây cho mình xem ngoại hình của cái loa đây nha. Tem dán ở đây ha. Rồi không có bất cứ vấn đề gì hết. Rồi xin lấy một cái remote lắp vào đây này, điều khiển chứ nhìn bên này đi. Đây có dán một cái tem sản phẩm ở đây để chứng minh đây là sản phẩm của anh ha. Và loa bên này, tên sản phẩm nằm đây nha. Đây, để chứng minh đây là sản phẩm của anh. Sắp không có thay đổi gì cả. Và đây, remote của mình. Rồi, ok, xong hết tất cả nha. Xin cảm ơn.